Xin chào cô chú anh chị. Đầu video xin chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Xin giới thiệu với cô chú anh chị một căn nhà mặt tiền đường số nằm trong khu dân cư Nam Hùng Vương thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân đang có nhu cầu bán. Xin giới thiệu với cô chú anh chị căn nhà với diện tích ngang 8, dài 20, công nhận trên sổ là 160m2. Với kết cấu xây dựng bao gồm trệt, hai lầu và sân thượng với tổng diện tích sàn là 368m2. Hiện trạng nhà trống, bàn giao ngay. Về pháp lý thì sổ hồng cá nhân đứng tên, không thế chấp ngân hàng. Hướng chính nhà là hướng Đông Bắc. Và hiện tại tài sản này đang được chủ nhân chào bán là 15 tỷ, còn thương lượng trực tiếp với chủ tài sản. Cô chú anh chị quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp về số điện thoại 078 7572158, số điện thoại có Zalo và Viber để em gửi giấy tờ cũng như là trao đổi thêm thông tin đến cô chú anh chị.